Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề tàu cộng và Venezuela. Hai giờ chiều ngày thứ tư vừa rồi, chúng tôi đã thưa với quý vị, Tổng thống Donald Trump đã chính thức lên tiếng can thiệp vào vấn đề Venezuela, ủng hộ nhân dân Venezuela lật đổ Cộng sản Maduro và đưa Tổng thống Lâm Thời là một vị Tổng thống trẻ tuổi, mới có 35 tuổi, tuổi ta là 36, đó là ông Juan Guaido. Juan Guaido là một vị kỹ sư tốt nghiệp ở Đại học Công giáo ở Venezuela, Caracas. Sau đó được qua tu nghiệp ở Đại học George Washington ở Hoa Kỳ, trở thành một vị kỹ sư lỗi lạc của các công ty lớn ở bên Venezuela. Và cách đây hai năm, ông ta đã trở thành hoạt động chính trị tham gia về dân biểu và đã trở thành dân biểu của vùng Vagas, là cái vùng miền Nam của Venezuela. Rồi đến tháng 5, đến ngày mùng 5 tháng Giêng vừa rồi, ông ta đã được quốc hội của Venezuela bầu lên làm chủ tịch. Và ngày mùng 5 ông làm chủ tịch thì ngày mùng 10 Maduro lên tuyên thệ nhậm chức tổng thống lần thứ nhì ở tối cao pháp viện và bị dân chúng phản đối. Cả thế giới phản đối, nhất là 12 quốc gia ở trong khối Lima. Lima là viết tắt của các quốc gia của vùng Nam Mỹ, các quốc gia nói tiếng Latin, nói tiếng Spanish. Và các quốc gia của vùng Nam Mỹ này phản đối Maduro là một tên độc tài cộng sản, làm khổ cả dân chúng của Venezuela. Họ không chấp nhận. Thế thì, nước nào chấp nhận? Bắc Kinh là một, Tổng Cộng, Nga là hai, Thổ Nhĩ Kỳ là ba, Mexico là bốn, Bolivia là năm. Nam Mỹ thì chỉ có Bolivia, Trung Mỹ thì chỉ có Mexico, Mỹ Tây Cơ. Và Bắc Kinh ngày hôm qua đã lên tiếng phản đối chính thức chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp vào nội bộ của Venezuela và dùng cái chữ gọi là imperialist, gọi là những cái tay đế quốc tư bản. Nó đã xâm lấn vào quyền lợi của dân dân và chính phủ Venezuela. Và Bắc Kinh chỉ nói rằng chính phủ hợp pháp duy nhất là ông Maduro và kêu gọi các quốc gia ngoại quốc không dám nói tên rõ không nên dính vào vấn đề Venezuela bởi vì Bắc Kinh biết rằng không phải cứ gì Hoa Kỳ Canada cũng yểm trợ các quốc gia vùng Tây Bán Cầu trong đó có cả Anh Pháp Mỹ tất cả là hợp pháp ủng hộ dân chúng Venezuela lật đổ Maduro Thổ Nhĩ Kỳ cũng ủng hộ Maduro và còn thì nói rằng là Maduro là một chính phủ hợp pháp và hợp hiến Và đã làm ăn với Tổng cộng lâu nay Cái điều đó rõ ràng Quý vị biết rằng là cái cái lưu manh của thần Tập Cẩm Bình là nó muốn chiếm nước Venezuela Vì Venezuela là một cái nước giống như Việt Nam Béo bỏ với vấn đề tài nguyên Việt Nam của chúng ta ngoài vấn đề gỗ quý Ngoài cái vấn đề sừng tê giác Ngoài cái vấn đề lụa vựa lúa của miền Nam nuôi cả châu Tập cộng mình nhắm đến tất cả vấn đề màu, mỡ, vấn đề hải sản, thủy sản và dầu hỏa của Việt Nam ở ngoài khơi Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế cho nên vào năm 1958, Tàu Cộng đã mớm cho Tuyên Phạm Văn Đồng viết một cái thơ gửi cho Chuôn Lai nói rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của quý quốc. Đấy là anh căn ngố chúng ta không trách làm gì. Mấy căn ngố Cộng sản có người nào có học đâu. Quý vị biết là Maduro này của Cộng sản Venezuela nó học lớp mấy quý vị biết không? Học ở lớp 3 thôi. Nó xuất thân là một tên tài xế xe lam. Nó nên là cho quý vị buồn cười bảo bên Venezuela có xe <laughs> lam. Nó là tài xế xe bớt. Để nói rõ ràng là như thế. Nó là tài xế của thằng Hugo Chavez. Hugo Chavez là thằng đó thì đi lính và đóng lên Trung tá. Nó tự phong lên đến Trung tá và cái tài xế của nó là thằng Maduro cho nên thằng này rất trung thành với cộng sản của Hugo Chavez và với Fidel Castro và thằng bé này chủ trương bán nước Venezuela cho tàu cộng lấy 65 tỷ đô la đến giờ này là nước Venezuela nợ của tập cẩm bình 65 tỷ đô la trong đó tiền cho cũng có mà tiền vay cũng có mà cái số tiền vay nặng lãi 20 tỷ đô la thì với cái số mà 20 tỷ đô la này đến giờ này Venezuela đã gần 3 năm nay không có tiền trả. Mà cái đáo hạn là 5 năm. Và nó sau 5 năm mà không có cái tiền trả thì Venezuela phải làm một vài đặc khu kinh tế như là các quốc gia cộng sản ngố rừng khác dành cho tàu cộng. Con đường của tàu cộng đã đi là như thế. One Bell One Road nó vòng qua cả châu Mỹ, vòng quanh cả Nam Mỹ để mà nó chiếm nước quần thiên hạ. Thế thì bắc kinh lên tiếng phản đối hoa kỳ rồi nga cũng phản đối hoa kỳ nga không nói rõ là hoa kỳ nga chỉ nói rằng là các cái vấn đề mà tư tưởng ngoại nhập không nên chấp nhận cho nhân dân và chính phủ venezuela chỉ có maduro là hợp pháp thổ nhĩ kỳ thì đã gọi điện thoại riêng erdogan của nước thổ nhĩ kỳ điện thoại riêng cho madura ngày hôm qua và nói rằng nhân dân và chính phủ thổ nhĩ kỳ luôn luôn đứng sau lưng maduro bằng mọi giá Thế xong rồi lại có một câu chuyện nữa là của tất cả các tướng lãnh của bên Venezuela. Ngày hôm qua các tướng lãnh của Venezuela, tám tên đầu nậu của quân đội của Venezuela, từng tên một đã xuất hiện trước Maduro và tuyên thệ sẽ ủng hộ Maduro đến hơi thở sau cùng. Mà nếu Maduro có bị giết, có bị thay đổi, thì những cái tên lính cả chớn này, tên tướng cả chớn này, nó gọi là Turks, là những cái tên tướng thảo khấu này, nó sẽ rút lưu vào rừng để nó sống theo đường lối Fidel Castro là du kích chiến, tiêu thổ kháng chiến để mà nuôi mộng trở lại cầm quyền của Maduro. Thế thì chúng ta có những tướng nào? Một tên là Bộ trưởng Quốc phòng, một tên nữa là Tư lệnh về Không quân, một tên là Tư lệnh Lục quân và một tên là về trùm Công an. Cái tên trùm Công an là một tên khát máu, có cái tên là Trung tướng, Bộ trưởng Nội vụ kiêm về Công an, rất Tefi Valles Lopez. Đây là một tên giết người không gớm tay của Cộng sản Venezuela. Thế thì quý vị cho bảo, ô, Maduro nó bộ tội lỗi như vậy, tại sao quân đội vẫn còn trung thành? Thưa với quý vị, đồng hội, đồng thuyền. Tiếng Anh có cái chữ gọi là same boat. Chúng ta cùng thuyền, thì chìm là chìm với nhau, mà chết nổi là nổi với nhau. Những cái tên này là được Maduro bàn cho dành cho những cái đặc quyền tham nhũng, hối lộ, giết người tự do. Cho nên đối với những cái tên tướng này cũng như là những cái tên cán ngố của tàu cộng, thà mất nước còn hơn là mất đảng. Đó là những cái tên cộng sản nó liều mạng và nói bậy. Vì nó được tham nhũng nó có hàng chục tỷ, có tên nào mà không có hàng bốn năm chục tỷ đâu. Mua nhà ở Hoa Kỳ, mua nhà ngoại quốc, mua nhà ở Dubai, mua nhà của thế giới vợ lớn vợ bé hoàn toàn sai. Đô la đối với chúng nó chúng nó đều là những cái trò từ giấy lộn. Thế là những cái tên tướng cả chớ này, những tên tướng thảo khấu này vì đô la vì quyền lợi nó có thể giết cả tướng của nó, giết cả chủ của nó, nhưng bây giờ nó đang được bảo vệ để nó sống với nhau. Vì thế cho nên các tên tướng thảo khấu của Venezuela giống như là những cái tên tướng của những nước gia quốc gia nghèo đói, nếu đã được Mỹ cho tiền là giết ngay chủ không gớm tay. Thì những cái tên tướng này đã tuyên bố trung thành với Maduro cho đến hơi thở sau cùng Và đó là lý do đến giờ này toàn dân cả nước Venezuela thù ghét Maduro Nhưng Maduro vẫn còn tại chức vì những cái tên có súng AK-47 lưỡi liềm, lưỡi búa Bao tở cho đi mò tôm nó còn chung quanh Maduro Một ngày nào đó mà những cái tên quân đội của những cái nước cộng sản nó sáng mắt ra nó hiểu rằng đảng Cộng sản là một cái làm giết hại gia đình Giết hại bà con, giết hại đất nước Nó quay súng trở lại giết những cái tên Cộng sản Ngày đó chúng ta có hòa bình Bất chiến tự nhiên thành Còn đến giờ này những cái tên tướng toàn là những cái tên thảo khấu cường toan Chúng nó đi hướp, hiếp dâm rồi cướp của rồi giết người Chúng tuyển chuyển tiền ra ngoại quốc Thằng tướng nào cũng có vài chục tỷ Thì làm sao mà nó lật đổ Cộng sản được nó cần phải bảo vệ cộng sản để cho nó có sống chứ Bởi vậy nó mới nói rằng thà mất nước còn hơn mất đảng là như thế Chứ chúng cũng biết rằng tàu cộng là một cái mối nguy hại cho đất nước Mấy thằng tướng Venezuela này cũng hiểu rằng Thằng tàu bỏ vào 65 tỷ đô la để chúng nó chia nhau Sẽ mất Venezuela Rồi, rồi đây sẽ phải trả bằng những đặc khu kinh tế cho tụi Tập Cẩm Bình Đấy là một cách ngu xuẩn biết chết nhưng mà không sao hơn Là vì nếu bây giờ mình nghĩ đến Tổ quốc Thì mất đi vợ bé, mất đi vợ lớn, mất đi chục tỷ đô la Làm sao mà sống Cho nên Cái hàng tướng lãnh và thảo khốc của Venezuela Trong đó có một tên tướng gọi là Tên tướng uh, Adria Dominguez Tên này là một tên thiếu tướng thôi Nhưng mà phụ tá Trong cái ngành hải quân thì tên này còn có tỏ vẻ Hiểu biết phần nào Nói rằng Anh ta ủng hộ Maduro Nhưng mà sẽ không bao giờ ra lệnh cho lính bắn dân chúng Đó Vì dân chúng cũng là bà con của anh ta Cũng có cha, có mẹ, có họ, có hàng Thì những cái thằng tướng thảo khấu Cộng sản này nó cũng có đôi lúc Nó vẫn là người Bình thường thì chúng nó là súc vật Nó gọi là súc sanh vì là súc sanh cho nên nó mới không đi ủng hộ cái bọn thảo khấu để nó cướp dân nó quên đi rằng tổ quốc trên hết là nhân dân đang khổ có bao giờ con gái con phải đi bán của miệng giới nuôi miệng trên không thế mà nó biết là cái này là cái khốn nạn nhưng mà nó vẫn dám mắt làm để cho nó có đô la nhưng nếu trong một giây phút bình thản nào đó nó sẽ thấy nó là xúc tranh thì nó không thể được vì thế cho nên maduro này vẫn còn lo vẫn được những cái tên ủng hộ nói miệng nhưng mà một giây phút bình thản nào đó nó sẽ bị phản bội là một cái chuyện rất dễ hiểu rồi một câu chuyện sau cùng là câu chuyện của đức thanh cha hôm nay đang diễn ra ở bên panama đại hội giới trẻ toàn thế giới 3 năm một lần năm nay được diễn ra ở thủ đô panama của quốc gia nam mỹ trung mỹ và đức giáo hoàng đã đến dự đại hội giới trẻ và trong cái thông điệp đại hội giới trẻ năm nay ngày đưa ra ba điều Thứ nhất là vấn đề di dân Ngài nói rằng cái vấn đề di dân là một cái điều khổ nạn nhất cho nhân loại Ngài nói không phải sai đâu Hàng chục triệu dân đã phải bỏ nước ra đi Chỉ vì các chính phủ đã bất lực trong cái đời sống kinh tế của người dân Các chính phủ đã là một chính phủ bóc lột dân chúng Thay vì phục vụ nhân dân Trong đó có cả cộng sản, trong đó có cả các quốc gia độc tài và cái đau khổ nhất cho những người đã phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm đời sống tốt đẹp hơn. Có nơi phải bỏ ra đi vì vấn đề tự do như là Venezuela bây giờ. Quý vị biết trong 2 năm vừa rồi đã có trên 3 đến 5 triệu dân Mỹ Venezuela bỏ nước ra đi. Trong đó có người đi vì vấn đề nghèo khổ quá. Đa số ra đi là vì đời sống của Venezuela bây giờ không còn được như ngày xưa. 85% đồ ăn thức uống của nước Venezuela bây giờ phải nhập cảng do đồng tiền của bọn tàu cộng. Nó rút ruột công trình, không còn nữa. Và cái đời sống đau khổ nhất của tuổi trẻ bây giờ là không có tương lai. Trai thì là phải đi gọi là hợp tác lao động, tức là đi làm mướn cho thiên hạ, làm nô lệ cho thiên hạ để mà kiếm cơm. Chưa bao giờ một quốc gia mà phải có con trai, cũng phải đi bỏ nước ra đi để đi làm kiếm cơm, gọi là hợp tác lao động những danh từ kêu ta rất là hay nhưng đó là vấn đề đi nô lệ cho ngoại quốc còn con gái thì phải bán ba phải bán của trời cho để nuôi miệng thân và nuôi gia đình nếu không thì phải kiếm những cái tên tàu già ở trong các quốc gia nghèo đói để mà làm vợ lớn vợ bé vợ tùm lum để có miếng cơm mà ăn thì đấy là cái khổ nạn nhất của một cái xã hội Đức Giáo Hoàng đã nói rằng với cái sự đau khổ đó người dân đã phải bỏ nước ra đi để tìm đến một đời sống mới. Và cầu mong Thiên Chúa sẽ giúp cho loài người sớm tỉnh và những cái tên Cộng sản biết ra rõ ràng là đầu mối tội lỗi do cái thứ Cộng sản mà ra. Ngày nào thế gian hết đi Cộng sản, ngày đó nhân loại có đầu có hòa bình và sung sướng. Kính thưa quý vị đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu. Và chúng ta không quên cảm ơn Thượng Đế ban cho chúng ta một đời sống lý tưởng ở Hoa Kỳ. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.